Kính chào quý bà con cùng các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là Chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2022. Thì mình xin cập nhật giá ớt chữ thiên hôm nay cho quý bà con cùng các bạn theo dõi nha. Cụ thể giá ớt chữ thiên hôm nay có giá như sau. Ở khu vực Đồng Tháp giá từ 43 đến 63 ngàn đồng một ký. Ở khu vực An Giang giá từ 40 đến 60 ngàn đồng một ký. Ở khu vực Vĩnh Long giá từ 43 đến 63 ngàn đồng một ký. Ở khu vực Cần Thơ giá từ 40 đến 60 ngàn đồng một ký. Còn ở khu vực Hậu Giang giá từ 40 đến 60 ngàn đồng một ký. Đối với ớt xuất khẩu thì giá từ 60 đến 63 ngàn đồng một ký. Ớt cổ nhất giá từ 55 đến 58 ngàn đồng một ký. Ớt cổ nhì giá từ 50 đến 54 ngàn đồng một ký. Còn đối với hàng lên đọt thì giá từ 40 đến 45 ngàn đồng một ký. Tới đây mình cũng kết thúc video ở đây. Kính chúc bà con cùng quý vị có một ngày vui vẻ.